làm sớm ha. Dạ, tranh thủ 8 tháng 3 kiếm tiền với mày. Đừng có quá sức nha, coi chừng chết nha cưng. Không người phụ nữ nào giống người phụ nữ nào. Mỗi con người chúng ta đều có một cái nghề để mà mưu sinh. Mình chỉ đáng tiếc cho những số phận chị em phụ nữ không thể trọn vẹn được cái ngày 8 tháng 3 của năm nay. Và điều đó là một điều khá buồn. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo. Chỉ có một ngày 8 tháng 3 thôi, cho nên mấy anh chồng chịu khó bị anh hành trong ngày hôm nay đi ha. Còn đối với tôi FA nên tôi khỏi lo những cái chuyện này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một địa điểm tiếp theo, xem câu chuyện tiếp theo của chúng ta như thế nào. Chơi cũ nha.
qua nó ngồi đó. Thì khi chừng nào cô ấy tới, em sẽ nhường chỗ lại cho cô ấy. Anh nói không có được. Em là ai mà anh không biết, em đi ra đi. Em sao, nhường cầu hôn cho em đi. Anh nói không có được, anh không muốn người hôn em. Cô ấy đến giờ đó. Vậy là vừa rồi các bạn vừa xem 8 tháng 3 của tụi mình. Vậy thế còn 8 tháng 3 của các bạn thì sao? Các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ đi chơi hay là đi nhà nghỉ? Ngoại ý của mình là đi chơi hay là ở nhà nghỉ? Và sau đây thì mình cũng xin chúc các bạn là một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ và ý nghĩa. Và đến thời điểm bây giờ thì cũng kết thúc video rồi. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ cho 360 hot của tụi mình. Và nhớ like và subscribe cho tụi mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.